Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Một bài thi nói của chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất chúng ta có 12 câu hỏi. Đây là 12 câu hỏi. Mình sẽ được hỏi và bắt buộc mình sẽ đưa ra câu trả lời trực tiếp. Mình sẽ bấm nút thu âm để thu âm câu trả lời của mình. 12 câu sau đó là phần trả lời trắc nghiệm khi mình xem một đoạn video và người ta đưa ra câu trả lời. Và mình sẽ chọn là A, B hoặc C. Sau đây mình sẽ tiến hành phần đầu tiên, on the deal in, answer given, có nghĩa là mình đưa ra câu trả lời. Trước khi làm bài thì chúng ta cần lưu ý rằng đề bài hỏi gì thì mình trả lời cái đó, tránh trả lời dài dòng, bởi vì càng trả lời dài dòng thì mình sẽ càng bị lạc đề. Và điều nghiêm trọng hơn đó là mình sẽ càng nói sai ngữ pháp. Reist u vaak met de bus? Vertel ook waarom. Câu này mình được hỏi rằng Reist u vaak met de bus? Bạn có thường đi lại bằng xe buýt không? Vertel ook waarom? Và nêu lý do vì sao? Thì các bạn chú ý rằng mình được hỏi hai vế là bạn có thường sử dụng xe buýt không và vì sao? Các bạn chú ý những cái câu hỏi vì sao, nếu mình trả lời bởi vì thì nó sẽ có hai cấu trúc omdat hoặc là want. Khi sử dụng omdat thì các bạn lưu ý rằng động từ trong câu sẽ được đảo ra phía sau. Nếu phần ngữ pháp của bạn về omdat chưa vững thì bạn nên tránh sử dụng omdat mà thay vào đó mình nên sử dụng want. Ví dụ như câu này, mình có thể trả lời rằng Nee, omdat ik een auto heb. Không, bởi vì tôi có một chiếc xe hơi. Khi mà các bạn muốn trả lời thì các bạn phải bấm vào nút starten để ghi âm câu trả lời của mình lại. Nee, omdat ik een auto heb. Sau khi trả lời xong thì mình sẽ bấm nút stoppen. Nếu các bạn muốn lắng nghe lại câu trả lời của mình thì các bạn bấm nút luisteren. Nee, omdat ik een auto heb. Nếu sau khi nghe lại câu trả lời của mình mà các bạn cảm thấy không hài lòng thì các bạn có thể bấm nút opnieuw starten và ghi âm lại câu trả lời khác. Tuy nhiên, các bạn nên cố gắng trả lời một lần cho đúng, tránh lặp đi lặp lại bởi vì thời gian làm bài của chúng ta là có giới hạn. Sau đây là câu thứ hai. Wat vindt u een leuk programma op tv? Vertel ook welk programma u niet leuk vindt. Câu này mình được hỏi, what vindt u een leuk programma op tv? Bạn thích chương trình nào ở trên TV? En vertel ook what u niet leuk vindt. Và bạn không thích chương trình nào? Thì ở đây rõ ràng mình có hai vế phải trả lời, đó là bạn thích chương trình nào và bạn không thích chương trình nào. Bạn có thể trả lời như sau. Ik kijk graag naar een film. Voetbal vind ik niet leuk. Bạn có thể nghe lại. Ik kijk graag naar een film. Voetbal vind ik niet leuk. Đó là tôi thích xem phim và tôi không thích xem bóng đá. Wat voor fruit eet u graag? Vertel ook hoe vaak u fruit eet. Câu này mình được hỏi rằng, what for fruit eet u graag? Bạn thích ăn loại trái cây nào? Vertel ook hoe vaak u fruit eet. Và bạn ăn trái cây có thường xuyên không? Hoe vaak? Mình có thể trả lời rằng, ik eet graag appels. Ik eet twee keer per dag fruit. Đó là, tôi thích ăn táo. Một ngày tôi ăn hai lần trái cây. In Nederland regent het vaak. Wat vindt u daarvan? Vertel ook hoe het weer is in uw eigen land. In Nederland regent het vaak. Trời ở Hà Lan thì rất là hay mưa. Wat vindt u daarvan? Thì bạn nghĩ gì về việc này? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là vertel ook hoe het weer is in uw eigen land. Và thời tiết ở đất nước của bạn thì như thế nào? Thì rõ ràng đây mình sẽ có hai vế trả lời. Thứ nhất đó là bạn nghĩ gì về việc trời hay mưa ở Hà Lan? Và thứ hai đó là nói về tình hình thời tiết ở đất nước của bạn. Các bạn chú ý là chỉ trả lời ngắn gọn thôi nhé.
Ví dụ bạn có thể trả lời như sau. Ik vind regen niet leuk. In mijn land schijnt de zon altijd. Đó là tôi không thích trời mưa. Ở đất nước của tôi thì trời lúc nào cũng nắng. Schijnt de zon. Hoặc bạn cũng có thể trả lời tương tự như vậy nhưng bạn sử dụng cấu trúc khác. Đó là Ik vind het niet fijn als het regen. Tôi không thích khi trời mưa. In mijn land is het altijd warm. Ở nước của tôi thì trời lúc nào cũng ấm áp. Hoe vaak gebruikt u uw telefoon? Vertel ook waarvoor u uw telefoon gebruikt. Hoe vaak gebruikt u uw telefoon? Bạn có thường xuyên sử dụng điện thoại không? Vertel ook waarvoor u uw telefoon gebruikt. Và bạn thường sử dụng điện thoại cho mục đích nào? Waarvoor? Ở đây các bạn cũng chú ý rằng mình có hai vế phải trả lời. Thứ nhất là bạn có thường xuyên sử dụng điện thoại không? Và bạn sử dụng nó với mục đích gì? Ik gebruik mijn telefoon elke dag om afspraken te maken. Có nghĩa là tôi sử dụng điện thoại hàng ngày để làm các cuộc hẹn hoặc là để lên các cuộc hẹn. Mình chỉ cần trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Mặc dù câu trả lời này chỉ có một câu, nhưng nó bao gồm cả hai vế mình được hỏi đó là Ik gebruik mijn telefoon elke dag. Có nghĩa là tôi sử dụng điện thoại của mình mỗi ngày. Câu này trả lời về tần suất sử dụng điện thoại của mình, đó là mình sử dụng mỗi ngày. Waarvoor, với mục đích gì đó là om afspraken te maken, đó là để lên lịch hẹn. Ik was vandaag te laat op mijn werk. Waarom bent u wel eens te laat? Zeg ook wat u dan doet. Ik was vandaag te laat op mijn werk. Hôm nay thì tôi bị trễ giờ làm. Te laat. Waarom bent u wel eens te laat? Câu này có nghĩa là bạn đã có bao giờ bị trễ giờ làm chưa? Và tại sao như vậy? Zeg ook wat u dan doet. Và trong trường hợp đó thì bạn làm gì? Vậy là mình sẽ trả lời hai vế rằng thứ nhất đó là nếu mình bị trễ giờ làm thì đó là lý do vì sao? Và thứ hai là mình nói rằng trong trường hợp mình bị trễ thì mình làm gì? Thì mình có thể trả lời rằng Ik mis wel eens de bus. Dan bel ik mijn baas. Có nghĩa là nếu tôi bị trễ giờ làm thì đó là ik mis wel eens de bus. Tôi bị trễ chuyến xe buýt. Và nếu trong trường hợp tôi bị trễ chuyến xe buýt thì tôi sẽ gọi điện thoại cho sếp của tôi. Wat leest u graag? Zeg ook hoe vaak u leest. Wat leest u graag? Bạn thích đọc cái gì? Zeg ook hoe vaak u leest. Đó là, nếu mà bạn đọc thì bạn đọc có thường xuyên không? Hoe vaak, có nghĩa là chỉ mức độ thường xuyên. Thì các bạn cũng nhớ rằng câu này nó có hai vế, đó là bạn đọc có thường xuyên không và bạn thích đọc cái gì? Thì bạn có thể trả lời rằng Ik lees graag één keer per week een tijdschrift. Một câu nhưng mà mình bao gồm cả hai vế. Thứ nhất đó là Een keer per week. Một tuần một lần. Een tijdschrift. Đó là tạp chí. Tôi thích đọc tạp chí mỗi tuần một lần. Ik krijg het liefst bloemen als ik jarig ben. Wat krijgt u het liefst cadeau? Vertel ook waarom. Cô này, cô nói rằng ik krijg het liefst bloemen als ik jarig ben. Nếu mà trong ngày sinh nhật của tôi, als ik jarig ben. Ik krijg het liefst bloemen. Là tôi thích nhất là được nhận hoa. Wat krijgt u het liefst cadeau? Bạn thích nhận món quà gì nhất? Vertel ook waarom. Và tại sao như vậy? Bạn có thể trả lời rằng Ik krijg het liefst een boek. Omdat ik graag lees. Tôi thích nhất là được nhận một món quà, đó là quyển sách. Bởi vì tôi rất là thích đọc sách. Mình chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Nhưng câu này nó đã bao gồm cả hai vế mình được hỏi. Đó là mình thích nhận món quà gì nhất và tại sao. Wat voor eten maakt u het liefst? Vertel ook hoe u dat maakt. What for eating maakt u het liefst? Là bạn thích nấu món gì nhất? Vertel ook hoe u het maakt. Và bạn nấu món đó như thế nào? Ví dụ bạn có thể trả lời rằng Ik maak het liefst noodles. Ik bak noodles met groenten in een pan. Ý rằng
Tôi rất là thích nấu món mì, noodles. Ich back noodles mit Gründen in a pan. Là tôi nấu mì và rau trong một cái chảo, là một cái nồi. Mình chỉ đề cập chung chung như vậy thôi. Chứ mình không nói rằng từng bước mình nấu như thế nào. Thì đó không phải là chủ đích của câu hỏi này. Ich will graag leren schilderen. Wat wilt u graag leren? Zeg ook waar u dat kunt leren. Cô này nói rằng, ich will graag leren schilderen. Tôi rất là thích học vẽ. Wat wilt u graag leren? Bạn thích học gì vậy? Zeg ook waar u dat kunt leren. Và bạn có thể học cái đó ở đâu? Như vậy câu này cũng có hai vế. Bạn thích học cái gì? Và nếu mà bạn muốn học thì bạn sẽ đi học ở đâu? Thì mình có thể trả lời rằng, ich will graag leren tennissen. Dat kan op een tennisclub. Có nghĩa là tôi thích học chơi tennis. Tôi có thể đến câu lạc bộ tennis để học. Wat doet u het liefst als het mooi weer is? Zeg ook waar u dat doet. Wat doet u het liefst als het mooi weer is? Có nghĩa là nếu trời đẹp thì bạn thích làm gì nhất? Zeg ook waar u dat doet. Là nếu bạn làm việc đó thì bạn thường làm ở đâu? Thì bạn có thể trả lời rằng als het mooi weer is, ga ik wandelen in het park. Nếu trời đẹp thì tôi sẽ đi dạo ở trong công viên. Hoặc là bạn cũng có thể nói rằng in het bos là trong rừng. Các bạn chú ý nếu mà các bạn sử dụng cấu trúc als thì vế đầu tiên nó là mệnh đề phụ bijzin. Als het mooi weer is, mình đảo động từ is ra phía sau. Vế thứ hai đó là mệnh đề chính đảo ngữ, có nghĩa là mình đảo động từ chính trong câu ga lên trước chủ ngữ ik và mình có là ga ik wandelen in het park. Wat voor werk doet u nu? Vertel ook wat voor werk u vroeger deed. Mình được hỏi rằng wat voor werk doet u nu? Hiện tại thì bạn đang làm công việc gì vậy? Vertel ook wat voor werk u vroeger deed. Và ngày xưa thì bạn làm công việc gì vroeger? Thì mình có thể trả lời ngắn gọn rằng ik werk nu in de supermarkt. Vroeger werkte ik op een kantoor. Các bạn chú ý rằng vế thứ nhất là công việc mình đang làm hiện tại, cho nên mình sẽ sử dụng thì hiện tại là ik werk in de supermarkt. Tôi làm việc ở siêu thị. Câu vế thứ hai đó là người ta hỏi rằng ngày xưa bạn làm việc gì, thì mình sẽ sử dụng thì quá khứ werkte ik. Do câu này mình sử dụng từ vroeger đặt trước câu cho nên nó đảo ngữ. Nó sẽ đảo động từ werkte ra trước chủ ngữ ik. Cho nên mình có là vroeger werkte ik op een kantoor. Là ngày xưa thì tôi làm việc văn phòng. Như vậy là mình vừa hoàn thành 12 câu của phần thi thứ nhất. Sau đây là mình sẽ sang phần thứ hai. Onderdeel 2. Meer keuze vragen. Là câu trách nhiệm. Lin en Erik zijn collega's. Lin vraagt iets aan Erik. Kijk naar de video. Ik heb morgen een afspraak met onze baas. Heb jij ook een afspraak met haar? Wat kan Erik het beste zeggen? Fijn, dank je wel voor de moeite. Goed, ik kan morgen om 10:00. Nee, ik had gisteren al een gesprek. Câu này nói về Linh và Erik là đồng nghiệp với nhau. Cô Linh này, cô có một câu hỏi hỏi Erik. Cô ấy nói rằng ngày mai cô ấy sẽ có một cuộc hẹn, cuộc nói chuyện với sếp của cô ấy. Và cô ấy muốn hỏi Erik rằng là ngày mai Erik cũng có cuộc hẹn, cuộc nói chuyện với sếp không? Trong ba câu này, có câu C là đúng nhất bởi vì bạn Erik trả lời rằng không. Hôm qua mình đã nói chuyện với sếp rồi. Sophie is bij het politiebureau. Ze praat met een agent. Sophie thì ở đồn cảnh sát và Sophie nói chuyện với chú nhân viên cảnh sát này. Ik was in de stad. Toen heeft een jongen zo mijn portemonnee uit mijn tas gepakt. Hoe zag die persoon er precies uit? Welk antwoord is juist? Ik jongen niet goed zien.
Ik heb de jongen niet goed gezien. Ik de jongen niet goed zien hebben. Câu này cô trình báo rằng là cô ấy ở trong thành phố và có một cái thằng bé nó móc ví của cô ấy. Thì nhân viên cảnh sát này hỏi rằng cái cậu bé đó trông ra sao? Thì trong ba câu này nó có ý giống như nhau, tuy nhiên sẽ có một câu đúng về mặt ngữ pháp. Thì các bạn thấy rằng đó là câu B. Ich habe den Jungen nicht gut gesehen. Bởi vì câu A và câu C đều là sai ngữ pháp cả. Sophie is op bezoek bij Lin. Ze praten met elkaar. Sophie thì đến nhà Lin chơi và họ nói chuyện với nhau. Ik heb een nieuwe tafel gekocht. Mooi hoor. Waar heb je die gekocht? Wat kan Lin het beste zeggen? Dat heb ik gisteren gedaan. Dat was ergens in Rotterdam. Die tafel was best wel duur. Câu này bạn Linh nói rằng là tôi vừa mới mua một cái bàn. Và Sophie nói rằng đẹp. Và bạn mua cái bàn này ở đâu vậy? Thì rõ ràng câu này là hỏi về nơi chốn. Cho nên có là câu B. Vì câu A nói rằng là hôm qua mình đã mua nó. Và câu C đó là cái giá của cái bàn này đắt. Thì là nó không đúng với câu hỏi. Bởi vì câu hỏi hỏi mình là bạn đã mua nó ở đâu vậy? Thì câu B nó trả lời rằng là Athens là một cái chỗ nào đó in Rotterdam, ở Rotterdam. Paul is bij het uitzendbureau. Hij praat met een medewerkster. Paul thì ở uitzendbureau, đó là những cái văn phòng môi giới công việc. Hij praat met een medewerkster. Là Paul thì đang nói chuyện với một nhân viên văn phòng môi giới công việc. Kijk naar de video. Ik zou graag een baan dicht bij mijn huis willen. Dan kan ik met de fiets gaan. Dat is inderdaad fijn. Zal ik eens voor u kijken of dat kan? Paul nói rằng là Paul muốn tìm một công việc gần nhà để có thể đi xe đạp, đi làm. Thì cô này trả lời rằng để cô ấy xem là có công việc nào không nhé. Thì bạn Paul này có thể trả lời như thế nào? Câu A thì là tôi thích đạp xe. Câu B thì là tôi cũng nghĩ như vậy. Và câu C là ok. Đó thì được đấy. Vậy chắc chắn của câu trả lời của mình là câu C. Alex en Susanna zitten in de wachtkamer van de huisarts. Ik moet even naar het toilet. Wilt u misschien even op mijn spullen letten? Alex en Susanna thì ngồi trong cái phòng chờ của bác sĩ gia đình. Cô Susanna này muốn đi vệ sinh và hỏi bạn Alex này là có thể trông hộ đồ của cô ấy trong lúc cô ấy đi vệ sinh được không? Wat kan Alex het beste zeggen? Natuurlijk ga ik dat niet doen. Không, không được. Nee, dat wil ik niet voor u doen. Không, tôi không muốn làm việc này. Sorry, ik ben zo al aan de beurt. Và câu C này ý muốn nói rằng là ồ, xin lỗi, sắp đến lượt tôi rồi. Như vậy là câu trả lời của mình chắc chắn sẽ là câu C. Lin en Erik zijn collega's. Erik vraagt iets aan Lin. Kijk naar de video. Ik moet vandaag wat eerder weg. Dan moet jij het laatste uur alleen werken. Vind je dat goed? Erik nói với Lin rằng hôm nay Erik phải rời văn phòng sớm. Vậy trong những cái giờ cuối làm việc thì cô Linh này phải ngồi một mình. Cô Linh có cảm thấy ok không? Dat is geen probleem. Không có gì đâu. Không sao đâu. Ja, alles gaat goed. Ok. Nee, dat is slecht. Câu C là không. Như vậy chắc chắn câu trả lời của mình là câu A. Không có vấn đề gì đâu. That is geen probleem. Vậy là anh Erik này có thể đi về sớm. Alex is bakker. Hij praat met zijn baas. Kijk naar de video. Ik wil graag een vakantie aanvragen. Mm-hmm. Hoe lang wil je vrij nemen dan? Alex laat làm bánh, bakker. Hij praat met zijn baas. Và Alex hôm nay có cuộc nói chuyện với sếp của anh ấy. Alex nói rằng anh ấy muốn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Và sếp của anh ấy hỏi rằng
Anh muốn đi nghỉ bao lâu? Ik wil dan even niet werken. Ik wil graag in juni op vakantie. Ik zou 2 weken weg willen. Bởi vì câu hỏi này là câu về bao lâu. Cho nên chỉ có câu C mới đáp ứng được yêu cầu đề bài. Bởi vì câu A đó là tôi tạm thời không muốn làm việc. Câu B là tôi muốn đi nghỉ vào tháng 6 thì nó không đúng yêu cầu. Chỉ có câu C là tôi muốn đi nghỉ 2 tuần. Tôi về cần weg willen. Alex en Susanna zitten in de wachtkamer van de huisarts. Kijk naar de video. Ik zag dat u moeilijk loopt. Hoe bent u hier gekomen? Wat kan Alex het beste zeggen? Ik ben gisteren gevallen. Ik heb pijn aan mijn voet. Mijn zus kon me brengen. Hai người này thì đang ngồi chờ trong văn phòng của bác sĩ gia đình. Thì cô Susanna này thấy Alex bước vào với cái chân đau thì mới hỏi rằng ồ, anh có vấn đề với cái chân đau à? Và anh rất là khó để có thể đi lại được. Như vậy là anh đến đây bằng cách nào vậy? Câu A thì là hôm qua tôi bị té. Câu B là tôi bị đau ở chân. Và câu C đó là chị của tôi thì đã chở tôi tới đây. Vậy chắc chắn câu trả lời của mình là câu C. Bởi vì cô Susanna này hỏi rằng là anh đến đây bằng cách nào? Như thế nào? Paul volgt een cursus Nederlands. Zijn docenten vraagt iets. Kijk naar de video. Ik ben vandaag jarig, dus ik heb een taart gebakken. Wil je een stukje taart, Paul? Wat kan Paul het beste zeggen? Nee, geen probleem. Smakelijk eten. Dank je, ik hoef niet. Paul thì đang theo học một khóa học tiếng Hà Lan. Hôm nay là ngày sinh nhật cô giáo. Và cô giáo đã làm một cái bánh táo. Cô giáo hỏi rằng là Paul có muốn ăn một miếng hay không? Câu A trả lời rằng không, không có vấn đề gì cả. Câu B là ăn ngon miệng nhé. Và câu C là cảm ơn, tôi không muốn ăn, tôi không ăn. Thì câu trả lời của mình là câu C, mặc dù nó hơi bất lịch sự một chút. Hanna en Sophie volgen een cursus Nederlands. Ze praten met elkaar. Kijk naar de video. We hebben echt veel huiswerk deze week, vind je niet? Welk antwoord is juist? Ja en ik weinig tijd hebben. Ja en ik heb weinig tijd. Ja, en heb ik weinig tijd. Sophie và Hanna đó là bạn học chung một khóa học tiếng Hà Lan. Họ nói chuyện với nhau. Họ nói rằng là tuần này mình có nhiều bài tập về nhà quá. Bạn có cảm thấy như vậy không? Cả ba câu này đều có nghĩa rằng ừ đúng rồi đấy và mình có rất là ít thời gian. Tuy nhiên cả ba câu thì chỉ có một câu là đúng ngữ pháp thôi. Đó là câu B. Yeah, and it kept weinig tijd. Alex heeft een probleem met zijn woning. Hij praat met een medewerkster van de woningbouwvereniging. Kijk naar de video. Wat een vervelend probleem. Onze klusjesman kan snel bij u langskomen. Thì cái nhà, cái chỗ ở của Alex có vấn đề. Cho nên anh ấy đến văn phòng quản lý để than phiền. Cô nhân viên này nói rằng là ồ, rất phải phế là một problem. Ồ, đó là một vấn đề thật sự là rất là phải phế là rất là khó chịu. Thợ sửa của chúng tôi sẽ đến căn hộ của ông để sửa trong thời gian sớm nhất. Như vậy thì Alex có thể trả lời như thế nào? Wat kan Alex het beste zeggen? Dat is fijn. Bedankt. Dat is niet zo erg. Dat is heel vervelend. Câu A của chúng ta là ồ,
Dat is fijn, bedankt. Rất là tốt, cảm ơn. Câu B là, oh, cái này không sao đâu, niet zo erg. Và câu C là, heel vervelend, rất là khó chịu. Như vậy câu của mình là câu A. Đó là bởi vì cô này hứa rằng là thợ sửa sẽ đến trong thời gian sớm nhất có thể. Và anh ấy nói rằng cảm ơn. Paul volgt een cursus Nederlands. Hij vraagt iets aan zijn docenten. Kijk naar de video. Susanna, heb je mijn schrijfopdracht al nagekeken? Nee, ik kijk er volgende week naar. Goed? Paul, thì đang theo học một cái khóa học tiếng Hà Lan và anh ấy hỏi cô giáo rằng cô giáo đã kiểm tra cái bài viết của anh ấy chưa? Và cô giáo nói rằng là chưa. Tuần sau cô ấy sẽ chấm, sẽ xem nhé. Wat kan Paul het beste zeggen? Jij moet de opdracht nu nakijken. Kan je dat misschien al eerder doen? Jij kijkt deze week naar mijn opdracht. Trong ba câu này, câu thứ nhất đó là cô phải chấm bài ngay bây giờ. Câu thứ hai, B, thì là lẽ ra là cô có thể đã chấm từ trước rồi. Và câu C là tuần này thì cô phải chấm bài của em nhé. Thì cả ba câu thì đó là câu B, bởi vì lẽ ra cô phải xem bài của em trước rồi. Và mình vừa mới hoàn tất 12 câu hỏi trong phần thứ hai và sau khi làm xong thì bạn bấm nút Absolution. Stop. Nếu các bạn muốn kiểm tra xem là các bạn có làm đúng hay không và câu trả lời nào là câu trả lời đúng thì bạn có thể bấm chữ Insin. Còn nếu không các bạn bấm chữ Absolution. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn, thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!